thẳng thế luôn đấy, nên là rất là phức tạp. Cái vụ này thì cũng khá là căng đấy anh chị em ạ. Rồi Long bị ra bắn đấy, đấy mình đã kể chuyện ở đây, gây rối bạn ơi, và gây rối và đánh người bạn ạ, gây rối đánh người, bởi vì có tí rượu tí bia rồi, về bản chất của Long thì nó không vấn đề gì, nhưng mà uống mấy chén rượu chén bia vào rồi thì anh em gọi là lời qua tiếng lại thôi. Nhưng mà người ta kiếm chuyện mà, người ta kiếm chuyện, tất nhiên là người ta kiếm chuyện rồi, bởi vì là cả người ta không gạt bỏ được cái suy nghĩ của quá khứ, tức là cái quá khứ nó bị ảnh hưởng quá nhiều đấy. Ngày xưa người ta cứ nghĩ Long thế nọ thế kia, Long thế nọ thế kia, xong cuối cùng là người ta nhìn vào quá khứ, thế là gặp ngoài đời, thế là người ta gọi là cho những cái lời lẽ nó thô tục ấy. Thì chính vì cái sự thô tục đấy ấy, thế là người ta ức chế, người ta bảo là bây giờ tôi, ví dụ Long nhiều lúc ức chế nó bảo là mẹ tao thay đổi nhiều thế rồi, bây giờ tao trở thành một người tử tế, tao cố gắng tao rèn luyện để tao thay đổi, mà tại sao bây giờ chúng mày lại cứ nghĩ về quá khứ của tao, thế là nhiều khi là căm phẫn, các bạn hiểu không? Nên là những phút mà bình thường nếu mà không rượu không bia vào thì người ta hoàn toàn có thể kiềm chế được, nhưng mà khi mà có chút kích thích ở trong người rồi, có một chút rượu bia trong người rồi thì người ta không thể kiềm chế được cái cảm xúc đấy, và cuối cùng là Long đã bột phát và đưa ra những cái hành động mà nó sai chuẩn mực. Thì đấy là cái điều mà cũng rất là buồn. Tuy nhiên thì đúng thật là ai cũng vậy thôi, khi mà chúng ta không giữ được cái kiềm chế được cái cảm xúc của bản thân mình thì rất là phức tạp. Đấy, nên là mọi người qua cái bài học của Long ấy, qua cái sự việc của Long ấy, mọi người phải hiểu rằng là đấy cũng là một cái điều để cho chúng ta phải biết là chúng ta là ai, chúng ta là người như thế nào, để chúng ta kiềm chế được cái bản thân mình. Đấy, không tránh những cái trường hợp mà xảy ra tương tự như vậy, đúng không? Ok. Đấy, Long hôm trước là do va chạm thôi bạn ơi. Va chạm. Ok mọi người, ở Long Phú Quốc. Đấy, hôm nay đang đau đầu về cái vụ đấy đấy. Bởi vì là nếu mà mình với Long mà không ở với nhau, hoặc là anh em chưa từng quen biết nhau, và hơn nữa là anh em không có thời gian gắn bó với nhau, thì cái chuyện là Long bị hay là truyền bị thì là việc của ai người ấy chịu, đúng không? Ai gây ra hậu quả người ấy chịu. Nhưng mà vấn đề ở đây Long lại gây ra cái sự việc đấy là do bảo vệ mình. Các bạn hiểu không? Đấy, bảo vệ mình tức là như nào? Ví dụ như là thôi nó chửi vào em là thằng nọ thằng kia cũng được, nhưng mà nó động chạm đến anh, nó bảo anh là thằng què thế nọ thế kia là em không chịu được, mẹ nó xúc phạm vào anh là em chơi luôn, em bim luôn đấy. Chính vì thế nên là không kiềm chế được bản thân, có gì đâu, sự việc rất đơn giản thôi, nhưng mà ngược lại là cái lúc đấy anh em có chút rượu bia rồi, lời qua tiếng lại, nên là không thể kiềm chế được cái cảm xúc của bản thân, rất là phức tạp anh chị em ạ. Đấy, nên là mình cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì là Long đứng ra Long bảo vệ mình, chính vì bảo vệ mình, chỉ vì bảo vệ mình thôi, tức là chỉ bảo vệ một người anh của mình. Đấy là mình, nên là tất cả cái sự việc đấy nó xảy ra, mình cảm thấy rằng là mình là người có lỗi, các hiểu không? Mình là người có lỗi. Đấy, ok, nói khỏe thế, nói khỏe chứ bạn, nói bây giờ có mỗi cái lời nói để mà mình kiếm tiền, nhưng các bạn này bảo là mình nói khỏe thế. Giờ là để quyết được không anh? Có em à. Vấn đề này thì bây giờ chỉ vấn đề là gia đình thôi, vấn đề là gia đình bị hại. Đấy, gia đình bị hại bây giờ người ta mà ok, người ta rút đơn về thì là ok, thì cái sự việc giải quyết theo hướng dân sự thì nó rất là bình thường. Đấy, nhưng mà vấn đề là bây giờ là cái mức chi phí người ta đang yêu cầu nó hơi nhiều. Đấy, cái vấn đề này là vấn đề mà nó nan giải. Đấy, gãy cái xương quay xanh thôi mà, gãy dưới xương quay xanh thôi. Ok, sao bị bế em ơi? Ok, Long chỉ ngón bị bế rồi, Long chỉ ngón bị bế rồi anh chị em ạ. Anh chị em follow truyền đi để theo dõi các diễn biến tiếp theo nhá. Ok, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh chị em. Thì cái sự việc nó xảy ra bởi vì là cái trách nhiệm ở đây ấy, là vấn đề là Long bảo vệ mình. Đấy, Long đưa ra cái hành động đấy và Long có cái hành động bột phát đấy để bảo vệ mình. Đấy, nên là vấn đề là mình phải là người chịu trách nhiệm. Mới nữa là mình, lương tâm của mình ấy, là mình cần phải có trách nhiệm với em nó. Đấy, nên là mình đã nói với gia đình và mình đã điện cho gia đình và đã mời gia đình lên rồi. Và cái vấn đề hướng giải quyết như nào thì mình đang nhờ anh chị em xung quanh ở đây quen biết nữa. Nhờ những anh chị em của mình ở đây quen biết đã, và sau đó thì tìm cách xử lý. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok mọi người nhá. Ok, công việc như thế lại live stream làm gì? Ok bạn ơi, cái việc là mình live stream như thế nào là việc của mình, cái công việc của mình như nào là việc của mình. Mỗi người có một định vị khác nhau và mỗi người có một cái cách đi đến thành công khác nhau. Nếu mà bạn cảm thấy không ok thì bạn ra ngoài kia. Còn đối với mình không quan trọng bạn là ai, quan trọng là mình sống cái cuộc sống của mình cảm thấy ok là được. Các bạn hiểu không? Đấy, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ông lại khiêm tốn xíu thì ok. Bạn Trung Lê ơi, khiêm tốn thì không quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là mình có khiêm tốn đi chăng nữa thì lúc đói mà các bạn cũng chẳng cho mình bát cơm miếng nước. Các bạn hiểu không? Nên là mình không quan trọng là khiêm tốn hay không, quan trọng nhất là mình sống với mọi người xung quanh như thế nào thôi. Còn đối với bạn là cái gì hoặc mình là cái gì trong xã hội này mình chẳng quan trọng, nên là bạn nói thì cũng đúng, nhưng mà ngược lại cũng đích đúng với mình. Bởi vì là mình không cần một sự thương hại của ai cả. Các bạn hiểu không?
Nên là các bạn đừng bao giờ mà có cái tư duy là các bạn mong muốn là thay đổi cuộc sống của người khác. Bởi vì bạn không đủ tầm để thay đổi cuộc sống của người khác đâu. Nên là các bạn hãy sống theo cái cách của mình đi và sống theo cái suy nghĩ của mình đi nhá. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Ok. Ok, Long Chín Suối đi nhá. Long Chín Suối khả năng là đi. Tuy nhiên thì đúng rồi, mình ở Thuận Thành nhá. Mình ở Thuận Thành. Ok, không thiếu tiền nhưng không thiếu tiền nhưng thiếu chơi. Ok bạn ơi, cái việc đấy là việc của bạn. Bạn chơi